em nha. Thôi mời em vào nhận xe nha. Đây là cái xe của em nè, anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thì ngày hôm nay anh xin đại diện cho Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ anh cũng như là chọn cái xe Mercedes-Benz làm cái người bạn đồng hành của em trong thời gian sắp tới ha. Thì anh chúc cho em và gia đình thật nhiều sức khỏe cũng như là có nhiều cái trải nghiệm thú vị trên chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG. Chia sẻ giúp anh là lý do tại sao em chọn chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này. Tại vì em có thấy thông tin ở trên mạng anh Duy đăng á, và em vô em coi thì thấy rất là hấp dẫn. Chương trình mà chọn nhãn đầu cũng do dự bên anh, nghĩa là mua xe Mercedes-Benz chỉ với là 5 triệu đồng một tháng. Dạ đúng rồi. Thì thực ra anh đã biết em là trước đây là em đã sử dụng cái chiếc xe là C200 đời 2016 rồi. Đó thì bữa thì có nghe em chia sẻ là em cũng chưa có muốn đổi xe rồi. Cũng chưa có ý định đổi xe luôn đúng không? Nhưng mà thấy chương trình hấp dẫn. Chương trình hấp dẫn quá. Xong cái em quyết định em đổi xe luôn. Đấy là nó cũng hợp với nhu cầu của mình. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn anh Duy nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn anh hỗ trợ em rất nhiệt tình. Ok. Bây giờ anh chắc hướng dẫn xe cho em ha, để ngày mai em chạy đi Cà Mau luôn. Ok, mời em qua đây đi Linh. Đây nè, cái chìa khóa xe của em thì em sẽ có hai cái ha. Đó, hai cái thì nó sẽ giống như nhau hết. Thì thông thường anh nghĩ chắc em hay để trong cái túi sách của em. Đó, khi mà em tới chiếc xe thì em không cần phải lấy cái chìa khóa ra, em bấm nút giống như là cái chiếc xe C200 của em nữa. Thì em chỉ việc là chạm vào đây, đi là chạm vào đây nó sẽ lóc cửa. Em sẽ chạm vào đây nó sẽ mở cửa cho em. Vậy xong. Bốn cửa thì đều có cái bốn cái vị trí cảm ứng hết nha. Ok, bây giờ anh sẽ mời em ra phía sau. Cái cốp xe của mình thì em có thể là bấm nút em mở cốp được nè. Nhưng mà giống như cái xe C của em thôi, nhưng mà cái này em có thể là đá chân lên dưới đây sẽ bật lên. Nó cảm ứng á anh, nó sẽ cảm ứng cho em. Em thử đi, đá gió thôi hả? Nhẹ thôi đúng không? Nhẹ thôi đó, em một lần là em đã thử được đó. Ok đó. Đó, ok, anh sẽ chỉ em ở bên trong nó có những cái đồ dùng đi theo xe ha. Thì ở đây anh sẽ có trang bị hai cái sợi dây để cho em sạc điện thoại nha. Hai sợi dây sạc điện thoại, một cái sạc điện thoại cho Android và một cái là cho cái iPhone của em. Ở đây là cái sách hướng dẫn sử dụng, ngoài ra thì nó sẽ có là cái giống như một cái túi để em để hồ sơ giấy tờ cho em ha. Ở đây là một cái hộp quà mà anh sẽ tặng riêng cho em, và trong đây nó có rất là nhiều thứ nè. Trong đây thì chắc anh để nguyên luôn cho em ha. Ok, ở đây thì nó là một cái bản đồ, mà cái thẻ nhớ bản đồ đó, thì em mở ra trong đây không có bởi vì anh đã lắp ở bên trong xe cho em rồi ha. Đó, lát nữa anh sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng bản đồ luôn, bản đồ của xe. Ok, đó, trong xe thì còn có cái túi y tế ha. Đây là cái tiêu chuẩn nè, túi y tế của xe. Bên trong nó có nhiều thứ trong đây lắm, thì anh sẽ để ở đây. Cái này cái lưới để khằng đồ lại thôi, không có gì hết.
Ngoài ra thì ở dưới này nó sẽ có một cái giỏ để cho em đựng đồ nè. À, cái giỏ này ví dụ em có thể là xếp lại hoặc là bật ra để mà em có thể là để đồ ở đây. Hả? Dạ. Thấy không? Rất là tiện lợi cho em luôn. Đó, còn ở đây thì nó có một cái cốp trống thôi. Nó những cái đồ đạc gì thì em có thể để dưới đây cũng được. Dạ. Đó, vậy thôi. Ok. Đó, còn bình thường á thì em có thể là xách tay hai tay mà không có xách đồ á thì mình có thể bấm nút được. Còn nếu mà mình xách đồ thì mình sẽ đá cốp giống hồi nãy em thử ha. Thì cái nút này á là em bấm để đóng cái cốp lại thôi. Nhưng mà cái nút này á là em bấm á, là nó sẽ đóng cốp rồi nó khóa lại luôn ha. Thử nha. Nhưng mà khi mà em có chìa khóa ngay trong bên ngoài gì thôi. Đó, nó sẽ khóa xe lại nè. Nó sẽ chớp đèn lên nè, em thấy không? Đó là khóa rồi đó. Ok. Okay. Em thì chắc là anh không cần phải hướng dẫn cái phần động cơ ở trong đâu ha. Thì trong quá trình sử dụng thì có nó xe nó có báo lên cái gì lên thì em cứ gọi cho anh thôi, anh sẽ hướng dẫn cho em. Chắc nhiều khi em cũng không có biết mấy cái ở bên trong nhiều. Ok, thôi bây giờ anh sẽ mời em vào vị trí ghế lái nha. Em chỉnh ghế trên này đi. Em muốn gần lại thì em sẽ chỉnh trên này. Lúc này nè, đẩy tới cái này nè Linh, đẩy tới nè. À, cái đó em đè đẩy xuống, còn em đẩy tới nè, nè nhìn tay anh nè. À, giao diện màn hình mới này thì có thể là nó sẽ mới một chút xíu và nó sẽ tích hợp ngôn ngữ bằng tiếng Việt luôn ở trên này. Đó, em thấy không, rất là dễ sử dụng luôn đó. Ngoài ra thì cái này nó cũng sẽ giống như cái vô lăng của xe em, cũng vẫn là cái nút mà đa phương tiện trên này hết rồi. Chỉ có điều là cái vô lăng nó thể thao hơn, nó sẽ thiết kế là nó bằng ở chỗ này thôi. Nếu là em thích cái này đó, bằng gỗ nó không có bị xước. À đúng rồi, cái xe của em chỗ này nó là gỗ bóng. Dạ đúng rồi. Gỗ bóng đúng không? Cái này thì nó không có bị xước. Nó không bị xước, với lại khi mà em sờ tay lên á, nó sẽ không có bị để lại vân tay, nó không có ít thấy bụi nữa. Bữa rồi thì em chọn cái phần nội thất nâu này á, thì anh thấy là em hồi như em chưa có xem luôn. Em chỉ là đang đi cái nội thất màu kem thôi đúng không? Dạ, đúng rồi, em đi màu kem thôi. Mà nhưng mà anh thích cái màu này thì nó sạch hơn. Nó sạch hơn đúng không? Sạch hơn cái màu dạ, kem nhiều. Với cả mình thôi cũng muốn đổi mới. À. Đổi xem phong thủy nó mới tốt hơn không? Ok, cửa sổ trời thì nó sẽ có thêm cửa sổ trời so với lại cái chiếc xe của em ha. Em mở cửa sổ trời nè, đây. À, em bấm thêm một cái nữa, nó sẽ mở cửa sổ trời nữa. Bữa lễ em có đi đâu chơi không? Dạ không, em vẫn ở nhà. Nhà ha. Phải, mà bữa lễ mà có đi chơi thì cũng không có đi được đâu, kẹt xe dữ lắm. Dạ. Bữa đó anh thì cũng về quê mà kẹt xe đâu đó cũng khoảng tầm, anh đi đường né đường tránh rồi đó, mà kẹt khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. Bình thường mình về khoảng tầm 4 tiếng là tới rồi, nhưng mà bữa đó mình đi khoảng mất 7 tiếng. Về tới nhà cũng đuối luôn. Sạc điện thoại thì ở đây cũng giống như mọi khi ở đây cho em. Ở đây là kết nối Apple CarPlay nè. Ở đây thì cũng sạc điện thoại ha, anh cũng xin nhắc lại cho em thôi. Dạ. Ok, không có vấn đề gì. Đó, em có thắc mắc gì thêm nữa không? Ok thôi, thật ra là em đã chạy cái xe kia cũng lâu rồi, cũng như là với xe này thì chỉ có thêm một vài cái nút bấm cũng như là một vài cái tính năng nữa thêm. Đó thì chắc là anh nghĩ là anh không cần hướng dẫn cho em nhiều. Thì trong quá trình sử dụng đi, có bất kỳ cái thắc mắc chỗ nào thì cứ liên lạc cho anh, cứ gọi cho anh ha. Ok. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Có bạn bè hay là người thân gì thì nhớ giới thiệu cho anh nha. Ok, cảm ơn em. Mời em ra xe. Okay.